Mọi người sao vậy? Sao buồn bã thế này? Châu Dương Dịch Tiểu Ma qua đâu rồi? Đi rồi. Đi rồi sao? Đây là thư mà Châu Hiền Đệ gửi cho chúng ta. Đệ ấy nói là muốn một mình rời đi, không muốn trì hoãn chúng ta. Trì hoãn chúng ta? Vậy là sao? Người ít đi cũng tốt. Hành động của chúng ta sẽ nhanh hơn một chút. Nói nghe dễ quá ha. Ăn cỏ mà sống, thần tài đi mất rồi. Hiện giờ một đồng tiền phải xem như hai đồng tiền mà dùng. Khổ quá đi. Con tìm họ về. Lôi Hiền Đệ khoan đã. Chủ quầy nói rồi, Châu Hiền Đệ trời sáng đã đi mất. Lúc nãy không biết đệ đã đi đâu rồi. Tiểu thư, chỉ với hai đôi chân của chúng ta không thể nào đi tới Hảo Tụ Hương được. Ta biết chứ, nhưng mà thuê xe ngựa cũng không phải chuyện gì quan trọng. Muội biết lái hay là ta biết cưỡi đây? Muội thật sự không hiểu. Tiểu thư, tại sao tiểu thư lại một mực rời đi vậy? Không hiểu thì đừng hỏi nữa. Biết chưa hả? Biết rồi ạ. Đây chẳng phải Châu công tử sao? Sở Nguyệt cô nương, quả là trùng hợp, lại gặp được công tử tại đây. Châu mộ chỉ đi ngang qua thôi. Hai người phải cẩn thận một chút. Nghe nói gần đây thường xuyên có thổ phỉ. Cô đừng nói năng đe dọa. Chúng ta đều là người đến từ trấn Quan Hỷ, người không thân đất thân. Châu công tử xin hãy tin tưởng ta. Không biết mục đích đến của hai vị ở đâu. Ta đi về hướng Bắc. Nếu như chúng ta cùng về một hướng, có thể đi cùng nhau. Bọn ta cũng đến phương Bắc. Tiểu Ma Qua, xem ra Châu công tử không muốn cùng Sở Nguyệt đi chung đường. Vậy Sở Nguyệt xin đi trước. Sở Nguyệt cô nương, tiểu thư ngộ nhỡ gặp phải thổ phỉ thì sao đây? Tiểu Ma Qua muộn ngốc thật, tự dưng sao lại tự mình dọa mình chứ? Ta không tin chúng ta lại xui xẻo như vậy. Không sao chứ, ban ngày ban mặt thấy ma sao? Tiểu thư không sao chứ? Tiểu thư đau quá. Tiểu thư cứu với. Cứu mạng với. Cứu mạng. Sở Nguyệt cô nương, cứu mạng với. Sở Nguyệt cô nương, cứu mạng. Biết ngay cô đang giận ta mà. Nhưng mà cô và tên mọt sách mỗi người một câu cười nhạo ta, ta không thể không giận sao? Bộ các người cười nhạo ta, không cho phép ta giận sao? Châu Dương, vậy có công bằng không? Tìm thấy Châu Dân chưa? Mọt sách, nói đi, có phải cô đang giận ta làm Châu Dân bỏ đi không? Hiền đệ, tại hạ nào có nói như vậy đâu. Không nói vậy, giống gì suy nghĩ vậy? Ta biết ngay, huynh thiên vị, huynh thích người ta. Người ta nói gì huynh cũng khen hết. Còn ta ở trong mắt huynh chỉ là cục phân. Hiền đệ, cầu xin đệ đó, đừng có nói lung tung nữa. Đúng vậy, ta chính là vậy đó, chỉ nói lung tung. Nào giống Châu Dân, mở miệng ra là gian dẻ, làm cho huynh vui tới nỗi chết đi sống lại. Hiền đệ đang nói gì vậy? Ba người chúng ta đường đường là nam tử hán, lại là những người bạn hợp ý, đều đối đãi thật lòng với nhau cả. Ai hợp ý với huynh chứ? Huynh chỉ hợp ý với Châu Dân mà thôi. Còn ta chỉ là khiến huynh lắc đầu thở dài. Hiền đệ, để đi đâu vậy? Hiền đệ, xem ra bị trật khớp rồi. Trật khớp. Tiểu Ma Hoa, dìu công tử nhà cậu lại. Châu công tử, thật ra ta biết công tử vốn là... Được rồi, Tiểu Ma Hoa, chăm sóc tốt cho công tử của cậu. Ta đi tìm một chiếc xe ngựa, lập tức trở về ngay. Sở Nguyệt cô nương, đa tạ cô. Nào, cẩn thận nhé.
Châu Dương, ta phải tìm được cô. Ta nhất định trả tên mọt sách lại cho cô. Tiểu cô nương, làm gì vậy? Dữ dàng nhỉ. Tiểu cô nương, cùng ca ca chơi nào. Chạy đi đâu được hả? Chạy tiếp đi. Làm gì vậy? Buông tay ra. Chạy đi đâu hả? Chơi cùng ca ca nha. Đừng chạy nữa, qua đây nào. Buông ta ra. Chạy đi đâu được hả? Buông ta ra. Buông ta ra. Buông tay ra. Ai cho phép cô chạy hả? Buông tay ra. Buông tay ra. Các người làm gì vậy? Xinh đẹp thật đó. Cặp đệ. Đứng lại, ngựa của ta. Hiền đệ, đệ không sao chứ? Ta không sao. Quỳnh không sao chứ? Ta không sao. Lúc nãy Quỳnh thật sự làm người khác sợ hãi. Hiền đệ, lúc nãy ta đã làm gì? Không có gì. Tóm lại là rất anh dũng. Lúc nãy ta rất anh dũng. Ta nói hiền đệ nè, tại sao đệ lại đắc tội với hai người họ vậy? Là họ không biết sĩ diện. Hiền đệ, đệ thật không sao chứ? Không sao. Không lẽ hai người đó hiểu lầm hiền đệ là con gái nên chọc ghẹo đệ? Ta nhớ ra rồi. Bộ dạng này của hiền đệ rất giống vị cô nương lúc trước tới tìm cha xin chữ. Nhưng mà ta đã từng hỏi đệ, đệ nói không sao. Nhưng nhìn kỹ lại, hiền đệ thật sự khá giống nữ. Đừng trách ta. Trần Tam Lục, bộ ta chỉ có một chút giống con gái sao? Xin lỗi, tại hạ nói sai rồi. Hiền đệ, anh dũng thần khí, sao có thể giống một cô nương kia chứ? Chỉ là tóc buông xuống thế này có chút. Được rồi, đừng nói nữa. Nể tình huynh đã cứu ta nên ta tha cho huynh đó. Đi thôi. Hiền đệ, hiện giờ đường đi rất nguy hiểm, đệ không được đi một mình nữa. Ta nói rồi, ta phải tìm được Châu Dân cho huynh. Đừng đi theo ta. Hai đứa này làm cái quái gì vậy? Chạy đi đâu thế? Thiệt tình chạy đi đâu mất rồi. Nóng chết đi được. Là cặp đệ của nhà bà đã đưa thiếu gia nhà ta đi mất. Tiểu tử này quả là quan giả, chẳng ra thể thống gì. Càng ngày càng lão là thối. Cặp đệ nhà ta có quan cách mấy cũng không tới lượt ông nhiều chuyện. Bà còn bao che. Bao che thì sao? Cặp đệ lúc nào cũng dữ dàng thế kia, ngày nào cũng ồn tới nỗi là mọi người loạn cả lên. Đó là chuyện của nhà ta, không cần ông quan tâm. Nó kia kìa. Cặp đệ. Mẹ. Mẹ ơi. Cặp đệ. Mẹ ơi. Mẹ à, là mẹ sợ chết khiếp. Chạy lung tung, không nói không rằng chạy đi đâu mất. Nhìn bộ dạng con chịu uất ức thế này. Sao vậy? Lúc nãy lôi hiền đệ bị hai tên đàn ông ức hiếp. Con bị ức hiếp sao? Sao vậy? Không có. Quỳnh ấy đã cứu con. Thế giới này đúng là càng ngày càng kỳ lạ. Hai người đàn ông lại đi ra tay với người đàn ông. Đúng là thế sự vạn biến, không thể lường trước.
Cặp đệ, mau lên, mau lên xe nào. Con không lên xe đâu, con phải đi tìm Châu Dân. Quậy cả buổi, thì ra chỉ vì cái này sao? Hai vị xin tha thứ, ta không thể không nhắc nhở hai vị. Phu nhân nhà ta tiêu tiền là để hộ tống thiếu gia nhà ta đến hảo tủ hương. Nếu như hai người muốn bỏ đi giữa đường thì hãy trả lại số tiền đặt cọc trước đó bọn ta đã đưa. Đưa đây. Ta nói ta sẽ rời khỏi xe sao? Lên xe. Hiện giờ Bồ Tát bùng qua sống, bản thân con không lo được, còn lo cho người khác. Con không muốn mẹ nói ra mấy lời khó nghe. Con mau lên xe đi, đi đi. Lên xe đi. Trần Tam Lục, cậu cũng lên xe đi. Trong đó lâu vậy rồi, ra hít thở không khí nha. Trên đường đi cũng chẳng có món gì là ngon. Quan đỡ đi. Sở Nguyệt cô nương, đa tạ cô đã ra tay cứu giúp. Nhưng mà đạo không cùng, không thể chung đường. Cho nên chúng ta cáo biệt tại đây nha. Trên đường đi, chuyện phải đối mặt hai người không thể tưởng tượng được. Đặc biệt là lúc hai người đó yếu mềm thế kia, một chút sóng gió cũng không thể vượt qua được. Lúc ở trấn Quan Hỷ, ta đã biết Châu Dân là một cô nương. Tiểu Ma Hoa càng không cần phải nói, vốn chỉ là một nha đầu gan nhỏ như chuột nhắt. Nếu cô đã biết bọn ta là con gái, tại sao không vạch trần bọn ta? Một cô nương lại tự dưng giả trang thành nam, nhất định là có nỗi khổ riêng của mình. Ta thông cảm cho hai người nên không vạch trần hai người. Vậy đa tạ sự thông cảm của cô. Nhưng giữa chúng ta vốn không hề có chút dây dưa nào cả. Nếu ta đoán không lầm thì ta đã cứu cô ba lần, tại sao cô vẫn còn bất mãn với ta như vậy? Ta đâu có kêu cô cứu ta. Ta cũng chưa từng hy vọng cô sẽ cảm tạ ta. Nè, cái này cô còn nhớ không? Nói cả buổi trời, cô chỉ quan tâm tới cái này sao? Sở Nguyệt chỉ là không biết, đây chẳng là một món đồ chơi do cao công tử tặng cho ta. Tại sao cô lại quan tâm tới nó như vậy? Ta hận ta không đạp vỡ nó mà thôi. Ta nghĩ cái gì mà cô hận có lẽ là chủ nhân của sợi dây chuyền này, Cao Phúc Soái. Ta không quen người đó. Cặp đệ Tam Lục Phúc Soái, mấy người rõ ràng là bạn tốt của nhau kia mà, tại sao lại nói không quen với người này? Chỉ là mắt hắn có vấn đề, không nhận ra cô chính là một cô nương xinh đẹp. Sở Nguyệt, Cao Phúc Soái là khách cao thượng của cô, đối với ta thì không. Cho nên xin đừng nhắc tới người đó nữa. Châu Dân, chúng ta đều là cô nương, gặp nhau thế này, ta thật sự muốn kết thân với cô. Nhưng mà cô đã kết thân với Cao Phúc Soái rồi. Nói cho ta biết, giữa cô và Phúc Soái rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu mọi chuyện do ta, ta sẽ giải quyết nó. Hắn là chồng tương lai mà cha của ta đã tìm cho ta. Nhưng mà ta thà đi làm như cô cũng không muốn gả cho hắn. Sở Nguyệt chỉ là người đi hát mãi nghệ, đối với những vị khách ủng hộ chỉ là sự qua lại theo lễ nghi, không hề động lòng. Xin cô hãy tin tưởng ta. Ta tin tưởng cô. Nhưng mà ta không tin tưởng tên Cao Phúc Soái đó. Vũ
Không phải mẹ của con muốn mắng con. Con ghen kiểu gì mà kỳ lạ vậy hả? Con và Châu Dân là con gái, chỉ là hai đứa mới biết. Người ta Tam Lục vốn chỉ xem hai người là huynh đệ bạn bè, còn nói Trần Tam Lục thích Châu Dân. Đầu óc của con toàn bùn sao? Họ nói nhiều thế kia. Nếu huynh ấy biết Châu Dân là con gái, còn không thích người ta sao? Nhà đầu ngốc này, Trần Tam Lục, hôm nay người ta liều cả mạng đi cứu con đó. Không lẽ người ta không có chút tình ý với con sao? Đúng là con bé chẳng có chút lương tâm nào. Trần Tam Lục đúng là một khúc gỗ đáng chết. Ngay cả lưu manh cũng nhận ra con là một con gái, chỉ có hắn không nhận ra. Bất luận thế nào đi nữa, chuyện người ta cứu con cũng là sự thật đúng không? Con thấy đó, người ta là một con mọt sách nho nhã, lại dám đấu với hai tên lưu manh. Nó đâu có mượn gan từ ông trời đâu, chứng tỏ rằng nó quan tâm con. Ngốc thật đó. Mẹ, mẹ phân tích hình như có chút đạo lý thì phải. Đương nhiên rồi. Mẹ nói cho con nghe, cách giải quyết tốt nhất chính là con hãy lập tức đi nói với Trần Tam Lục, con là một cô gái đi. Ngay cả lưu manh cũng nhận ra con là một cô gái, còn bắt con đi nói sao? Con thà chết cũng không chịu nói đâu. Hòn đá trong nhà xí, vừa thối vừa cứng. Con muốn đợi tới khi Trần Tam Lục thông minh lên. Con từ từ mà đợi đi. Lão nương không rảnh nói chuyện với con nữa. Mẹ đi ngủ một giấc đi. Còn nữa, đều tại con cả. Kiên trì trở về đây, đợi Châu Dân hại mẹ bị lão la mắng. Bực bội. Thì ra cô chính là người vợ chưa qua cửa mà Phúc Soái từng nói, thiên kim của Dân tướng quân, Dân Yên tiểu thư. Tên phong lưu lãng tử đó chỉ biết đi khắp nơi hủy hoại thanh danh của ta. Cô nói Phúc Soái như vậy có vẻ như hơi bất công. Ta biết cô sẽ nói thay cho hắn mà. Hai người thương tiếc lẫn nhau. Không, cô hiểu lầm rồi. Đích thực, khi Phúc Soái đến trấn Quan Hỷ vì đến xem ta biểu diễn, lưu luyến không chịu rời Trà Lầu, không tránh việc kiêu ngạo quá mức. Nhưng đó chỉ là sự biểu hiện vì tuổi đời còn quá trẻ. Cậu hãy thông cảm cho cậu ấy. Cô đừng nói tốt và bị chuyện cho người đó nữa. Tóm lại, ta đối với người này đã có định kiến trong lòng rồi. Xem ra ta nói gì đi nữa cũng không giúp gì được. Đương nhiên, muốn hiểu một người, đương nhiên phải dựa vào những gì mình thấy, những gì mình trải nghiệm. Nhưng mỗi một người đều có ưu điểm của bản thân. Phúc Soái lạc quan hoạt bát, thông minh khẳng khái, hiền lành, con người lại trượng nghĩa. Tại sao trong miệng của cô, hắn lại trở thành một người đàn ông thập toàn thập mỹ vậy? Làm ơn đi, chúng ta có thể đừng nhắc tới hắn nữa không? Được. Vậy nói với cô nha, Dân Yên, huynh đệ tỷ muội của cô cũng giống như cô vậy, vừa xinh đẹp và thông minh hơn người. Trong gia đình ta chỉ có mỗi mình ta là con một. Con một. Sinh nhật của cô là... Mẹ của ta nói khi mẹ sinh ra ta gặp lúc chiến loạn, cho nên không nhớ được ngày tháng sinh nhật của ta là gì. Sau đó tìm một người bói quả đã xem cho ta một ngày tháng tốt. Sau đó mới có được ngày sinh nhật của ta. Sinh nhật của cô có khi nào là... Đương nhiên, sinh nhật cũng chẳng quan trọng gì. Quan trọng nhất là có cha mẹ bên cạnh, có thể chăm sóc cho cô. Vậy cha mẹ của cô thì sao? Mười bảy năm trước, cha mẹ của ta ở ngay trước mắt ta bị cường đạo giết hại. Ta và hai muội muội của ta trong chốc lát trở thành cô nhi. Cô còn hai muội muội sao? Và cũng ngay ngày hôm đó, bọn ta đã thất lạc. Tính theo tuổi tác, nhị muội năm nay có lẽ đã được 20, tiểu muội cũng đã được 18. Không ngờ ta và nhị muội của cô lại cùng tuổi nhau.
hai người không chỉ cùng năm. Nhị mụ của ta tên Dân, còn cô họ Dân. Cô nói xem, có phải trùng hợp lắm không? Cô tên Sở Nguyệt, nhị mụ của cô tên là Sở Dân. Không lẽ tiểu mụ mụ của cô tên là Sở Tinh sao? Cô quả là người thông minh lanh lợi. Tiểu mụ của ta đích thực tên là Sở Tinh. Sở Dân, Sở Tinh hiện giờ đang là tuổi đẹp như hoa. Hy vọng họ năm xưa được người tốt thu nhận. Hiện giờ đang nở rộ như một đóa hoa xinh đẹp. Ta cũng thường hay cầu xin ông trời, nói với bản thân, trong cuộc đời của ta, bất luận phải đi bao nhiêu đoạn đường, phải tốn bao nhiêu công sức, cũng phải tìm hai muội muội đó. Cả nhà bọn ta sẽ đoàn viên bên nhau, sẽ không chia cắt nhau nữa. Nhưng mà cô và hai muội muội của mình đã chia xa nhau được 20 năm rồi. Cho dù ông trời nhân từ để mọi người gặp lại nhau, mọi người cũng sẽ gặp nhau lại không nhận nhau ra. Không, bọn ta có chung một ký hiệu. Cô đợi ta một chút, ta sẽ quay về ngay. Sư phụ, 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 ngựa ở đâu? Sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ. Tại sao người không gặp con? Tại sao không gặp con? Tại sao? Tại sao? Tại sao chứ? Sư phụ, Sở Nguyệt nếu như nghe lời của người, lạm sát vô tội, vậy Sở Nguyệt cùng với Đông Phương Bất Hối mà người căm hận, có khác biệt gì chứ? Ông trời tại thượng, lô cập đệ tại. Không phải. Ông trời tại thượng, lô cập đệ tại hạ. Ông trời, ông có thể nghe lô cập đệ nói vài câu không? Xin người đó, hãy phù hộ cho người bạn tốt con Châu Dân. Phù hộ Châu Dân suốt chặng đường, tuyệt đối đừng gặp người xấu, đừng nổi gió trời mưa, đừng vấp ngã, đừng... Tóm lại đừng gặp người xấu. Xin người đấy. Xin người bảo vệ Châu Dân bình an vô sự, quá giữ thành lành. Xin người phù hộ để ấy bình an đến Thảo Tử Hương. Ông trời hãy phù hộ con thuận lợi đến nơi. Sao Quỳnh lại âm hồn không tan vậy? Ta đi tới đâu, Quỳnh đi tới đó. Ông trời vẫn còn đang nghe đệ cầu xin đó. Sao đệ lại tự nhiên buông lỏng lời kinh của mình chứ? Ta, hiền đệ à, thật ra thì ta biết đệ là một người tốt, chỉ là miệng chưa tịnh tu. Thật ra tại hạ cũng không nên phê phán đệ quá nhiều. Dù sao thì đệ cũng học không nhiều, mọi thứ qua được thì qua. Ta vốn dĩ định nói chuyện với ông trời xong rồi đi ngủ. Bây giờ nghe xong những câu nói nhảm nhí của Quỳnh xong, nhức cả chân răng rồi, không ngủ được nữa.
Thiếu gia, ngộ nhỡ Sở Nguyệt cô nương không đi con đường này, chẳng phải tốn công sức rồi sao? Đâu, người ngốc thiệt hay ngốc giả đi? Đã theo bổn thiếu gia thời gian lâu vậy rồi, chẳng có chút kiến thức gì. Thiếu gia, cậu nói gì, tiểu nhân thật sự không hiểu. Ngươi nghĩ xem, ngươi không thấy bổn thiếu gia đến mọi dịch trạm để hỏi thăm sao? Sở Nguyệt cô nương là một yểu điệu thục nữ, sau khi quan binh dịch trạm nhìn thấy, chắc chắn sẽ để lại một ấn tượng sâu sắc. Cứ tìm thế này, chắc chắn không sai. Thiếu gia, Sở Nguyệt cô nương nếu như biết được cậu làm vậy, chắc chắn sẽ cảm động lắm. Chỉ cần cổ không hận ta là được. Thiếu gia, tại sao lại nói như vậy? Ngươi nghĩ xem, Sở Nguyệt cô nương vội vã rời khỏi Trấn Quan Hỷ, chắc chắn là cha của ta đã đắc tội cổ. Thiếu gia, Sở Nguyệt cô nương biết cậu thành tâm như vậy, chắc chắn không trách tội cậu đâu. Đâu? Còn đánh sao? Hy vọng như ngươi nói. Thiếu gia, có phải đã tới rồi không? Qua đó xem thử. Trấn Dạng Bảo. Thiếu gia, chúng ta khi nào mới có thể gặp được Sở Nguyệt cô nương đây? Sẽ gặp được ngay thôi. Thiếu gia, vào trong trấn rồi, cậu mua chút đồ cho tiểu nhân ăn nha. Đâu? Tiểu ngực đáp, đồ bán trên phố của Trấn Dạng Bảo này quả thật rất tốt. Xem thử này. Sở Nguyệt cô nương. Cao công tử, sao công tử cũng ở đây? Sao ta lại không thể ở đây chứ? Có phải trùng hợp lắm không? Công tử đi theo suốt chặng đường sao? Đương nhiên không phải. Cái này gọi là thiên hạ không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Ta chính là người có lòng đó. Cao công tử, suốt chặng đường đi có bị ai theo dõi không? Theo dõi? Không có. Sở Nguyệt cô nương, cô nghĩ nhiều rồi. Chúng ta đã lâu không gặp, nhất định phải tìm một nơi nào đó uống một ly. Cao công tử, đừng dây dưa với ta nữa. Trên đường đi, nhất định phải cẩn thận. Sở Nguyệt cô nương, tại sao cô lại nói vậy? Có phải là vì lâu quá không gặp nên xa lạ không? Cô gọi ta là Phúc Soái là được. Sở Nguyệt cô nương. Tiểu thư làm gì vậy? Dương Yên. Dương Yên. Dương Yên. Đi đâu rồi nhỉ? Sở Nguyệt cô nương. Phúc Soái, cô đang tìm ai vậy? Vốn tưởng rằng sẽ là gặp mặt trong sự ngạc nhiên, nào ngờ ngay cả cơ hội ngạc nhiên này cũng không cho công tử. Cô đang nói gì vậy? Sao ta chẳng nghe hiểu câu nào? Chuyện mà công tử không hiểu vẫn còn nhiều lắm. Ta vốn định kêu cô cùng ta ăn cơm, không biết cô có rảnh không? Không cần, ta còn vài chuyện cần phải làm. Công tử hãy tự mình ra phố đi dạo một vòng đi. Được, vậy khi ta về sẽ mang đồ ăn ngon cho cô. Phúc Soái, sao vậy? Bỏ đi. Không sao. Công tử cẩn thận một chút. Lạ nhỉ? Dương Yên đi đâu rồi nhỉ? Everybody, everybody, everybody. Nhất định phải mở to mắt mà nhìn ta đây. Tuyệt đối đừng chớp mắt. Tiếp theo đây chính là thời khắc chứng kiến kỳ tích. Kỳ tích gì vậy, là gì vậy nhỉ? Là món đồ tốt đó. Đây là món đồ Tây Dương hoàn toàn chính gốc đó. Magic. Match. Đọc lại lần nữa. Match. Đúng vậy. Món đồ tốt thế này là vật phẩm nhà nào cũng nên có. Mọi người đoán thử xem sẽ bán bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền vậy? Giá chính một lượng, thiếu một đồng cũng không được. Hương thân phụ lão, về đây, về đây, về đây đi. Về đây, về đây đi. 10 văn. 10 văn tiền một cây. Mắc vậy sao? Mua được xem như là hời đó. Số lượng có hạn. 100 cây.
Mau đến cướp đi nào. Mau lên đi nào. Sau khi bán xong sẽ trở về với giá gốc ngay. Đi qua xem. Đi qua xem đi, không được bỏ qua. Không được bỏ qua tiệm này, chỉ có mỗi tiệm này thôi. Tiểu thư, chúng ta đi đâu vậy? Đợi muội với, đừng đi nhanh như vậy, đừng ngùng. Đúng, 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 đúng. Xin lỗi, xin lỗi. Xin lỗi. Dân tiểu thơ, dân tiểu thơ, đợi ta với. Ni tiên sinh. Gói mát này tặng cho cô. Đây là thứ gì vậy? Ta dùng nó để làm gì? Cái này là đồ chơi chính gốc của Tây Dương đó. Ngọn lửa cháy rực, có giống ngọn lửa nóng bỏng trong tim của dân tiểu thư không? Ni tiên sinh à, đừng có đùa với ta nữa mà. Không, 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 cái này không phải là đùa đâu. Cô ở chỗ của bọn ta chính là quá thân của tự do. Tiện thể hỏi luôn, sao cô lại ăn mặc như nam nhi chạy tới thôn này vậy? Ta không phải là quá thân tự do gì cả. Ta ăn mặc với bộ dạng này chính là không muốn người ta nhận ra ta là tiểu thư. Cho nên tiên sinh đừng gọi ta là tiểu thư nữa. Được rồi, dân tiên sinh. Cách ăn mặc bảnh bao thế này của tiên sinh, không lẽ là di phục tuần tra sao? Mọi chuyện vào miệng của Ni tiên sinh trở nên thú vị vô cùng. Di phục tuần tra, nhiều nhất chỉ có thể nói là thể nghiệm cuộc sống. Nhìn ta đi, du lịch khắp nơi, rất vui vẻ, tự do tự tại. Mọi người có biết sốt và bánh bao ở chỗ nào là tươi ngon nhất không? Mọi người có biết bánh thịt bò chỗ nào là thơm nhất không? Mọi người có biết? Ta không muốn biết. Ta chỉ muốn biết cha mẹ của ta sống có tốt không? Nè, dân tiểu thư. Tiên sinh, nói tới cha mẹ, ta là người có quyền phát ngôn nhất. Tiên sinh có biết cha mẹ của ta ở Anh họ? Ni tiên sinh, sao tiên sinh còn khổng lão phu tử hơn cả khổng lão phu tử vậy hả? Khổng, dân tiểu thư, vậy là sao? Còn khổng lão phu tử hơn cả khổng lão phu tử. Có phải Nicholas hơn cả Nicholas không? Ta phải nói thế nào với tiên sinh đây? Thiếu gia xem tranh nè. Đó chẳng phải là Cao thiếu gia sao? Cao thiếu gia. Tiểu thư, người ta nói tha hương gặp lại tri kỷ. Dân tiểu thư à, ta giới thiệu cho cô nha. Đừng gọi ta là dân tiểu thư, coi chừng ta trở mặt đó. Châu Hiền đệ, quả nhiên là đệ. Đệ không cần phải khách sáo như vậy đâu. Chạy ra ngoài cửa để nghênh đón ta. Đúng là vô liêm sỉ. Ta vô liêm sỉ. Ta vô liêm sỉ hả? Còn đánh ta, phong cách mạnh mẽ. Công tử bị đánh ngẩn người rồi sao? Người Tây Dương này, nói xem, hôm nay cậu ta có phải khác với bình thường lắm không? Là dân tiểu thư quá không xinh đẹp thôi. Nhưng công tử đâu còn ngẩn người ra như vậy. Đúng, dân tiểu thư quá không xinh đẹp. Cái gì? Vừa nói gì vậy? Dân tiểu thư là sao hả? Nói lần nữa nào. Dân tiểu thư, cô ấy chính là thiên kim tiểu thư của dân tướng quân. Nhưng chỉ là nữ cải nam trang, vẫn đẹp trai thế kia. Tốt lắm, tốt lắm. Đừng có mà tốt lắm gì đó nữa. Nói rõ ràng cho ta. Nói lại lần nữa, rốt cuộc người đó là ai hả? Nói rõ ràng đi nào. Đừng nói mấy chuyện mà ta không hiểu được. Nói rõ ràng cho ta. Châu Dương lúc nãy là dân tiểu thư. Là dân tiểu thư hả? Châu Dương là ai? Bộ công tử bị đánh đi rồi hả? Ta đã nói từ nãy giờ rồi mà. Dân tiểu thư quá không xinh đẹp. Có phải gặp mặt rồi, danh bất hư truyền không? Được. Vậy bây giờ nghe ta hỏi câu. Quá không xinh đẹp rốt cuộc là gì? Quá không xinh đẹp chính là quá xinh đẹp. Giống như quá không vui nghĩa là quá vui đó. Nicolasi, người hại ta thảm rồi đó. Suốt cuộc là đạo tiếp khách kiểu gì vậy? Nicolasi, Nico. Nico. Châu Hiền đệ, cuối cùng cũng tìm được đệ. Hôm nay đúng là xui xẻo. Lúc nào cũng gặp được người mà mình không muốn gặp. Châu Hiền đệ, mau cùng ta về quán trọ. Mọi người đều rất lo lắng cho đệ. Lôi Hiền đệ vì tìm đệ xem chút gặp nguy đó. Gặp đệ sao rồi? Cũng may là không nguy hiểm gì. Mau theo ta về đi. Tiểu, thiếu gia, hay là chúng ta đi theo mọi người nhé. Được thôi, vậy ta theo huynh đi về.
Tốt quá rồi, đi thôi. Sở Nguyệt, Sở Nguyệt, Sở Nguyệt cô nương sao vậy? Sở Nguyệt cô nương, cô đoán xem lúc nãy ta gặp ai? Châu Dân, Châu công tử đó, cô còn nhớ không? À, nhớ chứ. Nhưng mà Châu Dân đó không phải là Châu Dân, cô ấy là con gái của Dân Trung tướng quân, giả lại là vợ tương lai của công tử, là chủ nhân của Ngọc Bội. Cô nói xem tại sao ngay cả cái này ta cũng không biết chứ. Ta vẫn luôn cho rằng Châu Dân đó chỉ là một mỹ nam, nhưng không ngờ Châu Dân cổ cô lại là Dân Yên, giả lại còn xinh đẹp một cách siêu phàm thoát tục, vốn không giống như công tử nói là một người xấu xí. Sở Nguyệt, thì ra cô đã sớm biết được chuyện này rồi. Nhưng tại sao cô không nói cho ta biết? Hiện giờ toàn thế giới chỉ một mình ta là đồ ngốc thôi sao? Không phải ta không nói cho công tử nghe. Ông bướm bay nhảy, mê hoặc người, công tử hiểu không? Thiệt tình. Sở Nguyệt, bây giờ ta phải làm sao đây? Bất luận là Dân Yên cũng được, Châu Dân cũng được, không lẽ công tử biết được phu nhân tương lai của mình không phải là một người xấu xí mà là một đại mỹ nhân? Công tử hồi tâm chuyển ý rồi sao? Bây giờ không chỉ đơn giản là ta hồi tâm chuyển ý hay không, mà ta vẫn luôn chê bai một cô nương đàng hoàng là một người xấu xí. Chuyện này ta rất hổ thẹn. Phúc soái, ngày từ nhỏ công tử đã lớn lên trong đường ngọt, không tránh việc cho rằng tất cả mọi chuyện đều là của công tử. Công tử nếu muốn lấy lại được tấm lòng của Dân Yên thì phải hạ quyết tâm. Ta không hy vọng có thể lấy lại được tấm lòng của Dân Yên, ta chỉ muốn Dân Yên có thể tha thứ cho ta, vậy thì ta đã mãn nguyện lắm rồi. Có câu nói này của công tử, ta tin rằng cô ấy nhất định sẽ tha thứ cho công tử. Trời tạo nghiệt có thể sống, tự tạo nghiệt không thể sống. Công tử nhất định phải sống thật tốt, cứu vãn tình yêu của Dân Yên dành cho công tử. Đây là lời chúc phúc và kỳ vọng chân thành của ta. Nhưng mà Sở Nguyệt, hiện giờ chữ yêu đó đối với Cao Phúc Soái này mà nói quả thật áp lực không nhỏ. Phúc Soái, yêu và được yêu là một chuyện vô cùng hạnh phúc tốt đẹp. Hai người đều là người tốt, vận mạng của hai người đã được trói lại với nhau, không thể trốn thoát được, cũng không chia rẽ được. Đúng, duyên phận của hai ta không chia rẽ được, không thoát được. Đúng rồi, còn một chuyện ta muốn nhắc nhở công tử. Thời gian này nhất định phải cẩn thận, nhớ kỹ, đừng tiếp cận với người xa lạ. Tại sao? Cao Phúc Soái này làm việc trước giờ luôn quang minh lỗi lạc, trước giờ chưa từng đắc tội với ai. Tại sao ta lại phải cẩn thận? Không lẽ phụ thân của công tử cũng chưa từng đắc tội ai sao? Trên giang hồ ân quán quán, rất rất nhiều chuyện công tử không hiểu được. Nghe lời ta, nhất định phải cẩn thận. Cảm động quá. Đã lớn thế này rồi vẫn chưa bao giờ được chiêm ngưỡng cảnh đẹp thế này. Có gì mà phải xem chứ? Nếu không phải hôm nay bị trì hoãn, chúng ta đã tới thôn tiếp theo rồi. Con người của ông sao lại như vậy hả? Đầu óc của ông lúc nào cũng chỉ nghĩ tới hướng lên trước, có thể nghĩ cái khác được không? Nhận sự nhờ giả phải hoàn thành. Ta không giống như bà, không lương tâm, không đầu óc. Ta sao hả? Nói rõ ràng cho ta, nói kỹ càng cho ta. Ta là một phụ nữ đàng hoàng, chồng qua đời, ta mang theo cặp đệ đi tiêu, kiếm tiền nuôi gia đình. Ta sao hả? Được rồi, được rồi. Ta sao hả? Không sao cả. Ta đã nói sai rồi, được chưa hả? Không được. Nhìn bộ dạng của ông kìa, đã từng tuổi này rồi vẫn chỉ là một lão gia cô đơn một mình. Nếu không phải vì sức khỏe có vấn đề thì là tâm lý có vấn đề. Bà, Tào đại thẩm, La Thành này thích hưởng thụ cuộc sống một mình tự do tự tại, không cần bà lo lắng. Ai lo lắng chứ? Ông đừng có ở đó đa tình như vậy nữa. Một quả phụ xinh đẹp như ta đây, bận vô cùng, làm gì có thời gian đi quản mấy chuyện rách của ông chứ. Kinh tởm. Được rồi, được rồi, bà không vui vẻ quản chuyện của ta. Không sao, ta chỉ xin bà hãy quản lý tốt đứa con trai thổ phỉ của bà, đừng cản trở hành trình của mọi người. Lão La Đồng, sao ông có thể nói chuyện như vậy được chứ? Cặp đệ nhà ta tìm Châu Dân, chứng tỏ rằng nó có tình có nghĩa. Nào có giống như ông,
chẳng có chút tình cảm gì cả. Người đàn bà nào đi theo ông xui xẻo tám chiếp đó. Ta đâu có kêu bà đi theo ta. Bà đố kỵ gì chứ? Sai lầm lớn, sai lầm lớn. Đừng đến sỉ nhục cái đẹp của ta. Ông y chang tam lục thế gia của ông vậy, chẳng hiểu nhân tình, là một khúc gỗ lớn. Tào Thiên Tiêu, ta cảnh cáo bà. Bà nói ta thế nào cũng được, nhưng không được nói tới tam lục thế gia của ta. Một phong cảnh đẹp thế này bị ông phá hoại mất rồi. So với một nửa của Lôi Tứ Hải nhà ta cũng không bằng nửa kia. Hai chữ lãng mạn ông có biết viết không vậy? Tào Thiên Tiêu, Tào Thiên Tiêu, bà nghe cả nhà của ta, nhà của ta, nhà của ta, nhà của ông, nhà của ông, nhà của ông thì sao? Nhà của ông không còn ai nữa chứ? Bà, cái gì mà lãng mạn chứ? Lãng mạn có thể ngủ được sao? Lãng mạn có thể ăn được sao? Thiệt tình. Tào Thiên Tiêu, bà mới là khúc gỗ bự đó.